Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại YouTube của mình. Hôm nay mình và mọi người sẽ cùng nhau tô màu một bức tranh. Đó chính là một cái chú chuột đang ăn một cái bánh miếng bánh pizza nha mọi người. Chúng ta cùng nhau tô màu nha. Mình là hình ảnh có hai quả cà tím và bây giờ mình sẽ tô màu bức tranh này.
chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với sân đi solo này. Ok, bắt đầu vào video. Và mình đã tô xong cái bức tranh. Mình đã tô xong bức tranh cho bố và chữ O. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào. Cảm ơn tất cả mọi người đã tô màu hết video, đã xem hết video tô màu về một chú chuột đang ăn một chiếc bánh pizza hôm nay của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe nha. Bye bye.